Mỹ Thái Nhật kính chào quý khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng. Hôm nay là thứ Ba, ngày cuối cùng của năm 2019 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Năm 2019 là năm có nhiều vụ thảm sát và xả súng nhất ở Mỹ trong nửa thế kỷ. Ngày càng có nhiều người Trung Quốc đầu tư vào thị trường địa ốc ở Nam Hàn. Giữa lúc khan hiếm thịt heo, Trung Quốc tung ra thịt heo đông lạnh dự trữ. Đại tá Cộng sản Việt Nam làm giả 54 triệu lít xăng. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Thưa quý vị, năm 2019 là năm có nhiều vụ thảm sát và xả súng nhất ở Mỹ trong nửa thế kỷ vừa qua. Dữ liệu được hãng tin AP, báo US Today và Đại học Northeastern University ở Boston tổng hợp cho thấy số vụ thảm sát giết nhiều người ở Mỹ năm 2019 là nhiều nhất kể từ những năm 1970. Vụ án đầu tiên xảy ra chỉ 19 ngày sau khi năm 2019 bắt đầu. Một người đàn ông dùng búa giết chết 4 thành viên trong gia đình, trong đó có con gái sơ sinh của chính mình. Sau đó, trong cả năm 2019, ở Mỹ có tất cả là 41 vụ giết nhiều người, được tính khi có ít nhất là 4 người chết, gồm cả hung thủ, trong đó số vụ giết người bằng súng là 33. Có tất cả hơn 210 người thiệt mạng. Đa số các vụ việc không mấy gây chấn động dư luận, trừ những vụ xảy ra ở nơi công cộng. Tuy nhiên, dù nhỏ hay lớn, vụ việc nào cũng đã gây ra những tổn thất về tinh thần và thể xác cho hàng chục người khác. Cơ sở dữ liệu không ghi nhận đầy đủ số nạn nhân bị thương, nhưng trong số 3 vụ xả súng hàng loạt, chỉ riêng trong tháng 8 đã có hơn 65 người bị thương. Hung thủ thường là người quen biết với các nạn nhân, hành động do mâu thuẫn gia đình, ma túy, mâu thuẫn băng đảng hoặc xích mích giữa đồng nghiệp họ hàng. Trong nhiều trường hợp, động cơ của hung thủ vẫn là điều bí ẩn, nhưng trong vụ án đầu tiên của năm, hung thủ 42 tuổi dùng búa giết mẹ ruột, cha dượng, bạn gái và con ruột. Một người ở cùng nhà và một bé gái 8 tuổi may mắn chạy thoát. Vụ việc chấm dứt khi cảnh sát bắn chết hắn ta, nhưng đó cũng là lý do khiến công chúng không bao giờ biết được điều gì đã khiến một người cha, người chồng, người con lại ra tay tàn bạo như thế. Một số nghiên cứu sơ bộ về thời kỳ trước những năm 70 cho thấy không có năm nào khác có nhiều vụ thảm sát tương tự. Có thể nói năm 2019 là năm có số vụ giết người nhiều nhất. Quay sang phần tin khác, thì các quý vị, ngày càng có thêm nhiều người Trung Quốc đầu tư vào thị trường địa ốc ở Nam Hàn, chiếm hơn 60% trong thành phần người ngoại quốc mua bất động sản ở quốc gia này. Theo hãng tin của hãng thông tấn UPI hôm thứ Hai ngày 30 tháng 12, ông Hong Joon-ho, một dân biểu thuộc đảng đối lập Liberty Korea Party, nói rằng kết quả của cuộc điều tra của cơ quan lượng giá chính phủ cho thấy số tiền người ngoại quốc đổ vào để mua bất động sản ở Nam Hàn vào khoảng 11,4 tỷ Mỹ Kim từ năm 2015 tới tháng 9 năm 2019. Tờ báo địa phương Maple Business nói rằng đa số người mua là người Trung Quốc, chiếm khoảng 62%. Con số này được công bố chỉ 2 tuần sau khi chính phủ Nam Hàn loan báo các biện pháp mới nhằm giới hạn việc mượn tiền để mua nhà đất. Theo lệnh mới, người dân Nam Hàn không được vay tiền khi mua các căn nhà có trị giá là từ 1,3 triệu trở lên. Chính phủ Nam Hàn nói họ có biện pháp này để chống lại tình trạng giá nhà cứ tiếp tục tăng cao, không chỉ riêng ở Seoul mà còn ở các khu ngoại ô. Báo cáo của chính phủ Nam Hàn nói rằng người Trung Quốc mua bất động sản ở quốc gia này nhiều nhất, tiếp theo đó là người có sổ thông hành ở Mỹ và Nhật. Những người không đồng ý với lệnh này nói rằng hành động của chính phủ không cần thiết mà chỉ làm khó người mua. Hôm thứ Hai, ông Hồng nói rằng các tin tức mới có cho thấy chính phủ chỉ tạo khó khăn cho người dân trong nước khi họ mua nhà đắt tiền, trong khi để cho người ngoại quốc trả bằng tiền mặt, tha hồ vơ vét nhà tại quốc gia này. Ông Hồng nói luật lệ hiện nay không điều tra nguồn tiền từ ngoại quốc mà đòi hỏi phải có sự rõ ràng hơn để tránh tình trạng rửa tiền. Quay sang phần tin khác, thì các quý vị, Trung Quốc sẽ tung ra nhiều thịt heo đông lạnh từ các nguồn dự trữ trước thềm năm mới dương lịch lẫn âm lịch. Truyền thông nhà nước dẫn tin từ Bộ Thương mại cho biết, diễn tiến này xảy ra giữa tình trạng khan hiếm thịt heo tại Trung Quốc sau khi dịch tả lợn châu Phi giết chết hàng triệu con heo tại Trung Quốc và làm cho đàn heo nước này sụt giảm hơn 40%. Trung Quốc cũng sẽ tăng nhập khẩu thêm thịt heo và đa dạng hóa nguồn gốc thịt nhập khẩu, báo nhà nước đã trích lời giới chức nước này cho hay. Nguồn tin vừa kể trên cho thêm rằng là Bắc Kinh đã tung ra hơn 100.000 tấn thịt heo đông lạnh từ nguồn dự trữ quốc gia từ giữa tháng 12 tới nay. Giới phân tích dự báo, nhu cầu thịt heo sẽ còn tăng cao khi dân Trung Quốc chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán từ ngày 25 tháng 1, mùa tiêu thụ thịt heo cao điểm. Tính đến ngày 18 tháng 12, giá bán lẻ thịt heo đã tăng hơn gấp đôi so với năm trước ở mức là trên 7 Mỹ Kim trên 1 kg. Quay sang phần tin đến từ Việt Nam, thì kính thưa quý vị, ông Trần Văn Đồng, nguyên đại tá Cộng sản Việt Nam thuộc Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô, Bộ Quốc phòng, bị cáo buộc cùng đồng bọn sản xuất hơn 54 triệu lít xăng giả. Theo VN Express, liên quan đến vụ án, ông Lê Quang Hiếu Hùng, công nhân viên quốc phòng chi nhánh đầu tư và xây dựng miền Nam, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô và 14 đồng phạm bị truy tố về tội sản xuất buôn bán hàng giả. Theo cáo trạng, năm 2015, Hùng quen Nguyễn Văn Phương là giám đốc công ty Thái Sơn, Phan Trường Sơn và Lê Minh Anh, tổng giám đốc công ty Đông Phương. Biết công ty này được phép sản xuất NAFTA, sản phẩm của dầu mỏ, có thể dùng để pha chế xăng, Hùng đã rủ nhóm này làm xăng giả kiếm lời. Ông Hùng sau đó mua lại một công ty đổi tên thành công ty Vạn Xuân. Còn Trần Văn Đồng làm giả bản sao quyết định của Tổng tham mưu trưởng về việc nâng bậc lương và phiên quân hàm thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp cho Hùng, đồng thời ký quyết định bổ nhiệm Hùng giữ chức vụ trưởng phòng kinh doanh xăng dầu. Ngoài ra, ông Đồng còn chỉ đạo cấp dưới mua quân hàm, quân phục, đặt biển tên, giao ô tô biển, quân sự cho Hùng đi giao dịch với các đối tác trong và ngoài quân đội Cộng sản Việt Nam. Tiếp đó, Đồng lấy danh nghĩa công ty Lũng Lô ký hợp đồng mua dung môi NAFTA và NAFSO của công ty Đông Phương để Hùng và đồng phạm hợp thức hóa hồ sơ vận chuyển, che giấu đầu vào dung môi cho công ty Vạn Xuân. Hùng, Phương và đồng phạm đã pha trộn dung môi với hóa chất để làm giả hơn 21 triệu lít xăng RON 92 có giá trị là 322 tỷ đồng. Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng xác định Đồng được hưởng lợi 13 tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm chính về tội giả mạo trong công tác và đồng phạm giúp sức cho bị cáo Hùng trong tội sản xuất buôn bán hàng giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần điểm tin buổi sáng cuối năm với Jimmy Thái Nhật. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.